cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Tiểu Trí, vụ bắt cóc kỳ lạ và bất ngờ về một vụ án kép. Vào năm 2018, một cậu bé 11 tuổi ở Nội Mông sau khi bị bắt cóc thì bất ngờ trở về nhà một cách lành lặn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là kẻ bắt cóc đã tử vong một cách đầy bất ngờ ngay ở bên bờ sông. Vậy tại sao cậu bé lại tự trở về nhà một cách an toàn? Và tại sao kẻ bắt cóc lại tử vong? Tất cả điều này đều khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Chúng ta hãy tìm hiểu ngay sau đây. Cậu bé này tên là Triệu Tiểu Trí, cha của cậu là Triệu Trấn, là một trong những người giàu có hàng đầu ở địa phương. Triệu Trấn, 48 tuổi, sinh ra tại thị trấn Trá Lan Tuân, Nội Mông tự trị. Vào năm 1990, Triệu Trấn biết rằng quê hương của mình rộng lớn và giàu có. Với tầm nhìn sắc bén của bản thân thì anh đã nhắm mục tiêu vào ngành nông nghiệp ở địa phương. Sau khi vay mượn tiền từ ngân hàng, anh đã thuê hơn 100 mẫu đất và mong muốn từ đó có thể làm giàu. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với chàng trai chịu khó và có tư duy kinh doanh này. Trong vài năm, kinh doanh của Triệu Trấn càng ngày càng phát triển. Từ một chàng trai nghèo khó năm xưa, anh đã trở thành một ông chủ lớn. Anh hiện là chủ trang trại lớn có 5.000 mẫu đất cho thuê và 600 mẫu ruộng tốt để tự trồng lương thực. Thu nhập mỗi năm là hàng triệu nhân dân tệ. Vì thời gian đầu chỉ nghĩ đến công việc, nên anh đã không có thời gian để quan tâm đến tình yêu, khiến Triệu Trấn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Cha mẹ của anh vì thế cảm thấy rất lo lắng, nên đã bắt đầu sắp xếp cho anh liên tục các cuộc hẹn hò. Và rồi, trong một lần hẹn hò, Triệu Trấn đã gặp gỡ được một cô gái tên là Vương Hoa. Hai người vì cảm thấy hợp nhau, nên đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chẳng bao lâu sau, hai người đã có đứa con đầu lòng. Nhìn thấy đứa con gái vừa mới chào đời, thì Triệu Trấn thầm hứa sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất cho cô bé. Sau đó thì vợ anh còn liên tục sinh thêm cho gia đình 4 người con. Nhìn thấy vợ hiền và 5 đứa con đáng yêu, trong tâm trí Triệu Trấn tràn đầy hạnh phúc. Thành công trong sự nghiệp cùng với đó là có một gia đình hạnh phúc, đó chính là cuộc sống mà bao người mơ ước. Dù có gia sản vô cùng lớn, nhưng Trấn vẫn không để tiền bạc làm mờ trí óc. Anh luôn tuân theo nguyên tắc sống, đó là vừa làm việc vừa phải quan tâm tới gia đình. Trấn luôn giữ thái độ khiêm tốn và mối quan hệ với hàng xóm cũng luôn được duy trì tốt đẹp. Vào một ngày nọ, con trai nhỏ của Trấn tên là Tiểu Trí đã yêu cầu bố mua cho mình một chiếc xe điện. Bố ơi, mua cho con một chiếc xe điện đi. Bọn bạn con có vài người đã chạy rồi mà lái nó thì trông cực chất lắm. Sau khi nghe xong thì Trấn hoàn toàn ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng cuộc sống của trẻ con ngày nay lại tốt đến vậy. Chúng đã có thể lái xe điện tử khi chỉ mới là học sinh tiểu học. Nhưng anh đã nghĩ rằng đây là sự nuông chiều không đáng có, nên đã từ chối yêu cầu của người con trai. Tiểu Trí sau khi thấy bố từ chối nhanh chóng như vậy đã bắt đầu tức giận. Ba thật keo kiệt, xe điện có gì đâu, bọn bạn con mặc đồ hiệu nhiều lắm chứ. Sau khi nghe xong, Trấn đã tức giận đến mức không chịu nổi. Anh không ngờ rằng con trai không chăm lo học kiến thức ở trường mà lại học theo lối sống so sánh không lành mạnh như vậy. Con nên bỏ đi những suy nghĩ đấy và nhanh chóng đi học thêm tại lớp học của chị. Tiểu Trí thấy bố mình cự tuyệt như vậy, liền đáp rằng, vậy con sẽ đi. Sau đó cậu đã lái xe đạp chạy tới chỗ dạy thêm của người chị. Nhưng ai có thể ngờ, tiếp theo đó là một bi kịch xảy ra đối với Trí. Vào tối ngày hôm đó, vợ của Trấn, tên là Hoa, vẫn như mọi khi đã chuẩn bị đồ ăn và chờ đợi con trai quay về nhà. Bà nghĩ rằng con sẽ quay về sớm, nhưng mãi đến hơn 9 giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng con mình đâu. Nhìn đồ ăn dần nguội đi thì Hoa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông Trấn ơi, ông nghĩ con của chúng ta về muộn như vậy, có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng Trấn vẫn còn đang giận con trai và nói rằng, con trai lớn như thế rồi, có gì mà phải lo? Có lẽ là chị đang ở lại để dạy thêm cho nó thôi. Nghe chồng nói thế, Hoa bỗng nhẹ nhõm được một chút. Và rồi, hai người đã chờ từ 8 giờ đến hơn 10 giờ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của con trai đâu. Lần này, Hoa hoàn toàn lo lắng, nên bà đã nắm chặt tay chồng và nói rằng,
ông mau gọi điện cho con gái, hỏi xem Chí còn ở nhà nó hay không. Trấn nhẹ nhàng vỗ tay vợ và an ủi bà đừng có lo lắng quá, rồi quay đi gọi điện cho người chị gái. Alo, con gái ơi, con đang dạy thêm cho em trai ở nhà đúng không? Con gái lớn của Trấn sau khi nhận cuộc gọi thì bỗng nhiên tỏ ra lúng túng. Bố ơi, Chí đã đi từ hơn 8 giờ rồi, nhưng giờ vẫn chưa về nhà à? Sau khi nghe xong, ông Trấn cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ông ấy mơ hồ nhận ra rằng con trai có lẽ đã gặp rắc rối. Bên cạnh đó, Hoa sau khi nghe xong đã không kìm nén được nước mắt. Cô ấy đã than trách chồng không ngớt rằng đều là lỗi của anh. Nếu không phải ông mỗi ngày đều nói rằng nam sinh phải phát huy tính tự lập thì đã không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Trấn tuy lo lắng nhưng vẫn phải an ủi vợ trước. Đúng đúng đúng, tất cả lỗi đều là của anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc trách móc, việc cấp bách nhất là tìm ra con trai. Nói xong, anh ấy đã nắm lấy áo khoác và nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm con trai. Nhưng lúc này, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia rằng con trai Triệu Tiểu Chí của anh đang ở trong tay của tôi. Lập tức chuẩn bị 5 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Nếu không, thì tôi sẽ giết nó. Nghe tiếng khóc của người con trai trong điện thoại, vợ chồng Trấn đã hiểu rằng Tiểu Chí thực sự đã bị kẻ xấu bắt cóc. Vừa đỡ vợ khuỵu trên mặt đất đang khóc nức nở, Trấn vừa xin người đàn ông đừng làm hại con mình và nói cho mình thêm thời gian để đi gom đủ tiền. Lo sợ kẻ bắt cóc khi đã lấy được tiền thì sẽ giết người diệt khẩu. Vì thế mà Trấn đã quyết định thông báo vụ việc cho cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát nhận định rằng kẻ bắt cóc có thể là người ở địa phương và có quen biết với gia đình của Trấn, nên có nắm rõ hoàn cảnh gia đình của nạn nhân. Cảnh sát lúc này đã tìm ra được manh mối quan trọng từ hồ sơ của gọi của kẻ bắt cóc. Sau khi xác minh được số điện thoại mà hắn ta đã dùng để liên lạc với Trấn, thì họ phát hiện số này đã được đăng ký bằng tên thật. Dữ liệu camera giám sát đã cho thấy rằng Tiểu Chí đã bị một chiếc ô tô khả nghi bám theo trên đường về nhà vào tối ngày 8 tháng 4. Kiểm tra thông tin phương tiện thì cảnh sát phát hiện chủ phương tiện và người đăng ký số điện thoại của kẻ bắt cóc đều được sở hữu bởi một người đàn ông tên là Triệu Khải Thần. Qua điều tra của cảnh sát thì họ biết được rằng Thần đang sống ở thành phố Ô Lan Hạo Đặc, kiếm sống bằng nghề thu gom ngũ cốc từ các hộ nông dân và kinh tế vô cùng eo hẹp. Vào ngày 8 tháng 4, Thần đã đến Chát Lan Đồn để thực hiện công việc thu gom ngũ cốc. Một người bạn đã tình cờ gặp được Thần ở Chát Lan Đồn vào ngày hôm đó và cho biết rằng Thần đã đến nhà của hai nông dân để thu gom ngũ cốc nhưng lại không gặp thuận lợi. Anh ta sau đó đã lái xe đi sau khi ăn xong bữa tối vào lúc 18 giờ và hiện không còn ai liên lạc được với người đàn ông này. Tổng hợp lại nhiều manh mối, cảnh sát đã xác định rằng Thần chính là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc. Vào khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 4, cảnh sát đã tìm thấy chiếc SUV màu đen của Thần. Nó lúc này đang bị bỏ lại nơi hoang vắng. Và trong xe có một số vết máu nhỏ, làm dấy lên lo lắng rằng Tiểu Chí có thể đã bị sát hại. Đến khoảng 9 giờ, vợ chồng Trấn bỗng nhận được một cuộc điện thoại khác. Kẻ bắt cóc vội vàng nói rằng con trai của anh đang ở trạm bơm bên sông, anh đến để xem con mình đi. Sau đó đã vội cúp máy mà không hề nhắc gì đến khoản tiền chuộc. Trấn ngay lập tức cùng cảnh sát chạy đến địa chỉ mà kẻ bắt cóc đã thông báo trong điện thoại. Sau khi đảm bảo xung quanh không có người khả nghi thì họ mới vào trạm bơm để tìm kiếm. Nhưng mọi người đã không nhìn thấy Tiểu Chí đâu, chỉ thấy có băng keo đang rơi trên mặt đất. Cảnh sát suy đoán rằng có thể kẻ bắt cóc đang muốn kiểm tra xem gia đình của ông Trấn có gọi cho cảnh sát hay không. Nếu đúng là như vậy thì tình hình của đứa trẻ hiện đang rất nguy hiểm. Trong lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng thì Trấn đã bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người vợ. Cô đã mừng rỡ và báo tin rằng con trai đã về nhà. Cậu bé không hề bị thương và chỉ hơi sợ hãi. Tiểu Chí lúc này đã kể lại mọi chuyện như sau. Vào tối ngày 8 tháng 4, khi về đến cổng khu dân cư thì có một người đàn ông đang đeo khẩu trang đã lại gần để tiếp cận. Người này đã hỏi cậu bé rằng cậu có phải con của Triệu Trấn hay không. Tiểu Chí khi nghe xong liền gật đầu. Sau đó người này đã giận dữ và nói rằng tôi là trưởng ban của phụ huynh học sinh, cậu có biết cậu gây họa gì ở trường hay không? Mau lên xe nói rõ cho tôi. Tiểu Chí đã bị dọa cho sợ hãi và ngoan ngoãn lên xe cùng với đối phương. Kẻ này đã ngay lập tức lái xe khỏi khu dân cư
hắn ta lại hỏi Tiểu Trí số điện thoại của bố, rồi gọi điện để đe dọa và đòi 5 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Nghe vậy, Tiểu Trí nhận ra bản thân mình đã bị bắt cóc, nên bắt đầu sợ hãi và khóc. Cậu bé sau đó đã bị cưỡng ép đến một trạm bơm và trói bằng băng keo, rồi bị bỏ lại ở đó. Vào sáng ngày hôm sau, lúc Tiểu Trí tỉnh dậy thì phát hiện không thấy kẻ bắt cóc, nên đã dùng những vật sắc nhọn có ở xung quanh để cắt băng keo rồi chạy ra ngoài. Cậu bé đã tìm được đường về nhà theo các vết bánh xe để lại trên đường. Tiểu Trí nói rằng không nhớ khuôn mặt kẻ bắt cóc vì trời tối và hắn ta có đeo khẩu trang. Tuy nhiên, dựa trên mô tả của cậu bé về quần áo mà hắn ta đã mặc thì cảnh sát càng thêm xác định rằng thần chính là nghi phạm của vụ án. Vào ngày 10 tháng 4, một điều khó hiểu đã xảy ra, đó là thi thể của thần bất ngờ được phát hiện ở bên bờ sông. Sau khi khám nghiệm tử thi thì cảnh sát xác định rằng thần đã bị người khác sát hại. Thời gian tử vong là vào khoảng hơn 18 giờ ngày 8 tháng 4. Khi đối chiếu với thời gian Tiểu Trí bị bắt cóc thì họ ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần không phải người đã bắt cóc Tiểu Trí. Sau khi so sánh các dấu chân tại hiện trường của vụ bắt cóc, cùng với đó là hiện trường vứt xe và hiện trường án mạng, thì cảnh sát phát hiện ra một dấu chân nghi là thuộc về tên hung thủ thực sự. Dựa vào dấu chân này thì cảnh sát suy đoán nghi phạm ở độ tuổi 30, cao khoảng 1,7m, cân nặng vừa phải, là người thông thạo đường đi lối lại ở địa phương. Kết hợp với dữ liệu camera giám sát thì họ nhanh chóng xác định được nghi phạm. Dựa trên đặc điểm quen thuộc với gia đình của Trấn, nắm được thời gian biểu ở trường học và người này đang có một cuộc sống khó khăn, kẻ đã lọt vào tầm ngắm cảnh sát lúc này đó là một người thuộc họ hàng xa của Trấn, tên là Vương Minh Lượng. Lượng hiện đang sống ở một thị trấn khác, gia cảnh không tốt, nhưng lại không chịu khó làm ăn, cả ngày chỉ biết đi ăn chơi cùng với đám bạn xấu, nên phải vay nợ khắp nơi. Vào năm 2017, Lượng đã nhận thầu việc chạy xe buýt cho một trường học, nhưng vì quá lười biếng nên hắn ta không những không kiếm được tiền mà còn nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Vào ngày 15 tháng 4, nhận được tin Lượng mua vé xe khách và đang có kế hoạch chuẩn bị rời khỏi địa phương thì cảnh sát đã lập tức bắt hắn ngay khi xe sắp khởi hành. Trong quá trình thẩm vấn, Lượng ban đầu đã tỏ ra ngoan cố và phủ nhận mọi liên quan. Nhưng trước các bằng chứng như video giám sát và dấu giày thì Lượng buộc phải khai nhận toàn bộ tội ác. Hắn cho biết rằng bản thân đã nảy ý đồ với tiền bạc của nhà Trấn vì đang muốn trả nợ. Trước khi thực hiện kế hoạch thì Lượng cần có một chiếc ô tô và điện thoại di động. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2018, Lượng đã chặn xe của thần trên đường và nói bản thân đang muốn xin đi quá giang. Thần đã tốt bụng đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Khi xe lái đến một đoạn đường vắng thì Lượng đã sát hại thần và mặc quần áo của nạn nhân rồi đi bắt cóc Tiểu Trí. Nhưng hắn ta đã không ngờ rằng Trấn vì lo sợ nên đã thông báo ngay cho cảnh sát. Thấy lượng lớn cảnh sát đang tiến hành lục soát khắp thị trấn và cùng với đó là lập chốt kiểm tra giao thông, nên Lượng đã hoảng sợ và từ bỏ ý đồ bắt cóc tống tiền. Vào sáng hôm sau, hắn ta đã gọi điện để báo vị trí của cậu bé. Khi trở về nhà thì hắn ta đã đốt quần áo và đồ đạc dính máu. Sau vài ngày sống trong lo lắng thì hắn ta đã quyết định chạy trốn. Nhưng không ngờ cảnh sát đã tìm ra hắn chỉ trong 7 ngày phá án. Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 thì Lượng đã bị tuyên án tử hình vì tội giết người và bắt cóc. Kỳ án về Dennis Nielsen, tên sát nhân có tình yêu biến thái với xác chết. Vào một ngày cuối năm 1978, Dennis Nielsen, 33 tuổi, đang đến uống rượu tại một quán ở gần nhà, và tại đây hắn ta đã tình cờ gặp được một thanh niên trẻ. Ngay lập tức, hắn ta đã cố gắng tiếp cận làm quen và mời người này về nhà của mình, nằm ở địa chỉ 195 Melrose Avenue, London. Họ đã tiếp tục uống rượu rồi cùng leo lên giường đi ngủ sau khi cả hai đã say mềm. Nielsen sau đó đã tỉnh giấc khi trời vừa sáng, còn cậu thanh niên lúc này vẫn đang say giấc nồng. Khi nhận ra rằng người bạn mới của mình sẽ nhanh chóng tỉnh dậy rồi rời đi, nên hắn ta đã đặt tay lên người của chàng thanh niên. Đột nhiên con người của Nielsen bỗng bị kích động, tim đập mạnh và bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn thấy chiếc cà vạt trong đống quần áo đang bị vứt la liệt trong phòng, nên hắn ta đã lặng lẽ nhặt lên, rồi nhẹ nhàng ngồi lên người của chàng thanh niên
và dùng chiếc cà vạt đó siết chặt cổ của nạn nhân cho đến chết. Nạn nhân đã cố gắng dùng sức lực cuối cùng để đẩy Nielsen ra, nhưng rồi anh đã nhanh chóng bỏ cuộc. Sau vài phút không thấy nổi bong bóng ở miệng của nạn nhân, thì tôi đã nhấc cậu ta lên và đặt ngồi trên một chiếc ghế. Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống từ mái tóc ngắn màu nâu của cậu ta. Nielsen sau này nhớ lại, kẻ này đã vừa giết chết một người mà thậm chí còn không biết tên của họ. Nielsen ngồi đó quan sát và đầu óc lúc này trống rỗng, gần như không nhận thức được những gì mình vừa làm và những điều mà hắn ta sắp phải đối mặt. Nielsen đã tự pha cho mình một tách cà phê và hút thuốc lá, cùng với đó là cố gắng nghĩ xem bản thân nên phải làm gì tiếp theo. Rồi hắn ta bất ngờ đứng dậy và vác xác chết vào trong bồn tắm. Nhẹ nhàng, Nielsen đã gội đầu cho thi thể, sau đó đã sấy khô và cuối cùng là đặt nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường. Người bạn mới bây giờ sẽ không còn rời xa hắn được nữa. Nielsen thậm chí còn không biết tại sao mình lại sát hại người thanh niên này. Có lẽ đơn giản chỉ vì không muốn anh ta rời đi. Hắn ta đã trải qua mùa Giáng sinh trước đó một mình và không muốn nó lặp lại trong năm nay. Khi mặc xong một bộ đồ lót mới cho xác chết thì hắn ta đã đi tắm. Đó cũng là lúc Nielsen quyết định thử làm tình với một thi thể người chết. Khi đã thỏa mãn thì hắn ta đã dùng một tấm vải để phủ lên và ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, hắn ta đã đi ăn tối và xem TV với một thi thể đang nằm trên sàn nhà. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Nielsen cũng biết mình phải làm gì tiếp theo. Tên sát nhân đã đào một cái hố ở dưới sàn nhà rồi đẩy thi thể của chàng trai xấu số này xuống đó và đậy bằng một tấm ván để che giấu. Sau một tuần, vì cảm giác tò mò nên hắn ta đã nhấc tấm ván đó lên. Xác chết lúc này đã bẩn và bắt đầu phân hủy. Vì thế mà Nielsen đã mang thi thể đi tắm rửa rồi đặt trở lại cái hố đó. Thi thể đã ở đó 7 tháng rưỡi cho đến khi Nielsen quyết định thiêu hủy nó. Và người thanh niên đó đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được danh tính. Nielsen lúc này đã lấy làm ngạc nhiên khi việc giết người lại đơn giản đến thế và tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, lúc đó hắn ta đã sai, căn thèm khát việc giết người sau đó lại tiếp tục đến trong con người của hắn ta. Vào tháng 10 năm 1979, gần một năm sau vụ giết người đầu tiên, một chàng sinh viên tên là Andrew đã vui vẻ cùng về nhà với Nielsen. Kịch bản diễn ra cũng như lần trước. Từ đó, Dennis Nielsen đã không chịu từ bỏ sở thích biến thái của mình. Về sau, hắn ta đã liên tục lùng sục khắp nơi để tìm cho mình những nạn nhân mà hắn cảm thấy thích để giết. Cho đến năm 1981, Nielsen đã giết chết tổng cộng 12 người trong căn hộ ác quỷ đó. Chỉ có 4 người về sau là được cảnh sát xác định rõ danh tính. Nhiều người trong số họ là những thanh niên thất nghiệp hoặc vô gia cư, một số là người đồng tính và nhóm còn lại là các trai bao. Vào mỗi ngày khi thức dậy thì Nielsen vẫn sinh hoạt trong căn hộ có chứa hàng chục thi thể và mỗi xác chết lại được xử lý theo một cách man dợ khác nhau. Cứ 2 ngày, Nielsen sẽ phun khử trùng một lần để tránh ruồi nhặng. Có lần một người hàng xóm đã phàn nàn về vấn đề hôi thối. Nhưng Nielsen đã giải thích rằng đó có thể là do tòa nhà này đã xuống cấp. Gần 14 năm liên tục giết người, Dennis Nielsen mới chính thức bị cảnh sát nhắm tới. Nguyên nhân là vì hệ thống cống ở khu vực nhà của Dennis Nielsen đã bất ngờ bị tắc. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện ra một phần thi thể của nạn nhân và chính nó đã làm tắc cống thoát nước của nhà hắn ta. Từ đó, cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra hàng nghìn mảnh xương người đã được chôn trong vườn nhà của Dennis Nielsen. Cùng với đó là rất nhiều những túi ni lông đựng thi thể nạn nhân vẫn đang trong giai đoạn phân hủy. Tại trụ sở của cảnh sát thì Dennis Nielsen cũng đã thành khẩn khai nhận trong số những nạn nhân mà hắn ta đưa về nhà để giết thì chỉ có 7 người may mắn thoát chết. Biện minh cho hành vi của mình, Dennis đã nói rằng chỉ có làm như vậy thì hắn ta mới không cảm thấy cô đơn. Một xác chết thì không bao giờ có thể đi được, Nielsen nói. Sau khi thừa nhận toàn bộ tội ác của bản thân thì Dennis Nielsen đã bị giam giữ tại nhà tù Brixton để chờ ngày đối mặt với phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã buộc Dennis Nielsen 6 tội danh giết người và 2 tội danh âm mưu giết người. Tuy nhiên, trước lời buộc tội này, luật sư của Dennis Nielsen đã cho rằng anh ta bị thần kinh nên mới có những hành động như vậy. Bác sĩ tâm thần học Patrick chẩn đoán rằng Nielsen đã mắc chứng ảo tưởng, như thể rối loạn nhân cách ranh giới,
nghĩa là thỉnh thoảng sẽ bùng phát các rối loạn tâm thần phân liệt. Một người như vậy có thể sẽ phát bệnh trong hoàn cảnh bị cô lập. Trong khi đó, tiến sĩ Paul Bowden, người đã dành 14 tiếng đồng hồ với Nielsen, đã bác bỏ những điều này. Ông xem trường hợp của Nielsen là một dạng bất thường tâm lý, nhưng không phải là rối loạn tâm thần. Tổng hợp lại các ý kiến, thẩm phán đã kết luận rằng một kẻ giết người hàng loạt chắc chắn sẽ có những vấn đề về tâm thần, nên không thể lấy lý do đó để có thể ra tay giết người một cách đơn giản và dễ dàng như vậy được. Nielsen sau đó đã bị lãnh án tù chung thân, nhưng với những tội lỗi của Dennis Nielsen gây ra, thì bản án này là quá nhẹ đối với hắn ta. Dennis Nielsen đã không tỏ ra bất cứ một thái độ lo sợ hay ân hận nào, mà hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra trước những hành vi man dợ của mình. Kỳ án về Marian phát súng báo thù của người mẹ mất con. Cái chết của người con gái đã khiến cho Marian bất chấp tất cả để có thể báo thù kẻ sát nhân ngay giữa tòa án đông người. Vụ báo thù vào năm 1981 của Marian Bachmeier được đài truyền hình mô tả là vụ án công lý tự xử gây chú ý nhất trong lịch sử nước Đức ở thời hậu chiến. Trước khi được biết đến với biệt hiệu là bà mẹ báo thù, thì Marian chỉ là người mẹ đơn thân, sinh vào năm 1950, cô hiện đang có cuộc sống vất vả tại thành phố Lübeck. Marian đã mở một quán bar và chăm chỉ làm việc để nuôi người con gái tên là Anna, 7 tuổi. Tuy nhiên, một bi kịch đã bất ngờ ập đến với mẹ con của Anna vào ngày 5 tháng 5 năm 1980. Sau khi cãi nhau với mẹ, thì Anna đã quyết định trốn học vào ngày hôm ấy và tới nhà của một người bạn để chơi. Nhưng giữa đường, em đã bị bắt cóc bởi một người đàn ông tên là Klaus Rabowski, là gã hàng xóm 35 tuổi, hiện đang làm nghề đồ tể. Trước đó, Rabowski đã có tiền án về việc lạm dụng tình dục hai trẻ em. Trong quá trình ngồi trong tù, hắn ta đã từng tự nguyện bị thiến vật lý vào năm 1976. Vào 2 năm sau, thì được tham gia trị liệu hóc môn. Nhưng dường như những biện pháp này vẫn không đủ để ngăn Grabowski tái phạm. Theo điều tra viên, hắn ta đã giữ Anna ở nhà riêng trong nhiều giờ trước khi sát hại cô bé bằng chiếc quần tất quấn vào cổ. Không rõ Grabowski đã có tấn công tình dục cô bé hay không, nhưng hắn ta đã giấu xác của Anna vào trong hộp các tông, rồi đem chôn qua loa trên bờ kênh ở gần đó. Grabowski sau đó đã bị bắt vào ngay tối hôm đó, sau khi bất ngờ bị người vợ chưa cưới tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Grabowski thừa nhận là đã xiết cổ Anna, nhưng lại phủ nhận lạm dụng tình dục cô bé. Hắn ta khai rằng bản thân đã gây án sau khi bị nạn nhân tống tiền. Theo Grabowski, Anna đã cố gắng dụ dỗ và còn dọa sẽ mách mẹ về việc bị dâm ô nếu hắn không đưa tiền cho cô bé. Lời khai này của Grabowski đã khiến cho cơn giận của Marian sục sôi. Cơ hội báo thù của bà mẹ cuối cùng cũng đã đến khi Grabowski bị đưa ra tòa về tội giết người vào một năm sau. Trong hai ngày đầu tại tòa, luật sư bào chữa đã khẳng định Grabowski gây án do mất cân bằng nội tiết tố. Nó xuất phát từ việc được điều trị bằng liệu pháp hóc môn sau khi tình nguyện bị thiến vào nhiều năm trước. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1981, ngày thứ ba của phiên tòa, Marian đã lén cất khẩu súng lục cỡ đạn 5,6mm trong túi sách. Khi gặp Grabowski ở tại sảnh tòa án, thì Marian đã bóp cò súng tới 8 lần, trúng 7 phát đạn trúng vào lưng, và Grabowski đã chết ngay trên sàn tòa án. Một số nhân chứng kể rằng, Marian đã có nhiều lời nói tự buộc tội mình sau khi cô bắn chết Grabowski. Nữ thẩm phán từng trò chuyện với Marian cho biết rằng cô đã nghe thấy bà mẹ mất con nói là: "Hắn ta đã giết con gái của tôi. Tôi muốn bắn vào mặt hắn ta, nhưng chỉ có thể bắn được vào lưng. Tôi chỉ mong hắn chết đi." Hai cảnh sát cũng khẳng định là đã nghe thấy Marian mắng Grabowski là đồ con lợn sau khi vừa nổ súng. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1982, bà mẹ mất con đã bị khởi tố về tội giết người. Khi bị đưa ra xét xử, thì Marian khai đã mang súng trong người, nhưng không có ý định giết Grabowski, cho tới khi nghe tin hắn ta định đặt điều xấu về Anna trước tòa. Luật sư bào chữa sau đó đã yêu cầu tòa tuyên trắng án, trên căn cứ là Marian đã không làm chủ được hành động. Phía bào chữa còn cho rằng chính quyền cũng có một phần lỗi khi đã cho phép Grabowski tham gia trị liệu hóc môn, qua đó khiến hắn ta khôi phục ham muốn tình dục và có hành động xâm hại Anna.
phiên tòa xét xử Marian đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Nhiều đoàn làm phim trên thế giới đã tới thành phố Lubeck để có thể đưa tin về phiên tòa. Nhưng thứ làm dấy lên nhiều tranh luận nhất lại là những chi tiết trong cuộc đời của Marian. Sau khi chi tiền để hưởng độc quyền câu chuyện đời của Marian, thì tạp chí hàng tuần Stern đã đăng một loạt bài về phiên tòa, cũng như khai thác cuộc sống của Marian ở khía cạnh bà mẹ đơn thân có xuất thân khó khăn. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, bị bố nghiện rượu bỏ rơi và thường bị cha dượng đánh đập, Marian đã mang thai đứa con ngoài giá thú đầu tiên ở tuổi 16. 3 năm sau, cô lại bị cưỡng hiếp khi đang mang thai đứa con thứ hai. Cả hai đứa con sau khi sinh đều sớm được trao cho người khác nhận nuôi. Theo chuyên gia tâm lý, từ những trải nghiệm tuổi thơ cùng những cuộc tình bất hạnh đã khiến cho Marian có tâm lý không ổn định và là con mồi dễ dàng với đàn ông. Vì thế, Anna, đứa con thứ ba và cũng là đứa con được yêu thương nhất, có vai trò như một người bạn và cố vấn của Marian. Những bài báo này đã nhận được nhiều phản hồi từ độc giả. Họ tranh luận rằng liệu Marian có phải là người mẹ quẫn trí đang tìm cách trả thù cho con gái, hay hành động tự xử đã khiến cô cũng trở thành kẻ giết người máu lạnh. Nhiều người đã tỏ ra đồng cảm với động cơ nhưng vẫn lên án hành động của Marian. Ngoài vấn đề đạo đức, vụ án này cũng làm nảy sinh câu hỏi pháp lý rằng liệu hành động nổ súng có yếu tố dự mưu hay không, và hành vi ấy là giết người hay ngộ sát. Phán quyết khác nhau sẽ dẫn tới hình phạt khác nhau. Với chứng cứ được đưa ra tại tòa, cơ quan công tố đã quyết định thay đổi tội danh từ giết người sang ngộ sát và đề nghị mức án 8 năm tù. Cuối cùng, vào tháng 3 năm 1983, Marian đã bị tòa kết tội ngộ sát và phạt 6 năm tù. Trước bản án, theo khảo sát của Viện Allensbach, thì có 28% người Đức cho rằng 6 năm tù là thích đáng. 27% người thì lại nhận định bản án này là quá nặng, trong khi 25% tin rằng án tù như vậy là quá nhẹ. Vào tháng 6 năm 1985, Marian đã chính thức ra tù sau khi chấp hành nửa bản án. Cô sau đó đã chuyển đến Nigeria, lập gia đình và sống ở đó cho đến thập niên 1990. Sau ly hôn, cô đã chuyển đến sống tại Sicily, tới khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy thì lại trở về Đức để sống những ngày cuối đời. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1995, trong lần xuất hiện trên một talk show, Marian thừa nhận đã bắn Grabowski sau khi suy nghĩ kỹ, với mục đích đảm bảo pháp luật được thực thi và để ngăn hắn tung lời dối trá về Anna. Marian sau đó đã chết vào ngày 17 tháng 9 năm 1996 ở tuổi 46 và đã được chôn ở bên cạnh ngôi mộ của Anna. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.